Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ trở lại với phần chơi Minecraft sinh tồn. Thời gian tối tôi sẽ ngủ. Hôm nay đi đào. Ôi quên, xìu với ông. Hôm nay sẽ đi kiếm gỗ. Kiếm gỗ và đào. Đi mai. Kiếm gỗ và đi mai. Ôi, quên sẽ làm nhiều siêu gỗ nhỉ. Làm đêm cút dự phòng nữa thì nó đào nhiều lắm. Làm nhiều gậy tí. Tôi đi đào trước. Tôi sẽ đi đào trước rồi chứa về thì đi mai. Heo này, heo này chạy rồi. Đi giết thêm con heo nữa. Ui, chạy vào cây. Mình đang không mang đuốc. Chỗ nào sáng sáng đào tạm tí.
Nhiều đá quá rồi, rất là nhiều đá. Ôi cửa sắt. Có 3 cục sắt ở đây. Thôi xem còn cục nào không. 3 cục. Tôi sẽ làm cầu thang. Rồi hết rồi. Xây xong đống cầu thang này sẽ nghỉ. Sẽ dừng video. Đặt đây nữa. Sắp hết rồi. Còn thừa. Đặt đâu cái này. Rồi. Tôi sẽ dừng tập này tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Hẹn gặp lại các bạn.